32 đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Đắk Nông có 3 dự án lọt vào vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021. Đắk Nông triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong ngày hôm nay, 25 tháng 11. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chi tiết của chương trình. Hôm nay, ngày 25 tháng 11, Hội Khuyến học tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 60 trên 67 đại biểu. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 44.100 hội viên, đạt trên 22% dân số toàn tỉnh, tăng trên 51.000 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Qua bình xét, toàn tỉnh có trên 46,5% gia đình học tập, dòng họ học tập đạt tỷ lệ 66,2% gần 66,7% đạt danh hiệu cộng đồng học tập, trên 79,3% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập. 71 trên 71 xã, phường đã có trung tâm học tập cộng đồng hoạt động với phương châm cần gì học nấy, thu hút đông đảo người lao động, thanh thiếu niên tham gia học nghề. Đại hội đã bầu 32 đại biểu vào ban chấp hành hội khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, tỉnh ủy viên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông được bầu là chủ tịch Hội khuyến học tỉnh khóa 4. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội khuyến học Việt Nam. Nhân dịp này, 7 tập thể và 12 cá nhân được nhận bằng khen của Hội khuyến học Việt Nam, 8 tập thể và 8 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi vừa công bố kết quả sơ khảo và danh sách 120 dự án lọt vào vòng bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021. Trong đó Tỉnh Đắk Nông có 3 dự án lọt vào vòng bán kết gồm dự án phát triển thương hiệu cao An Xoa, Trần Hoàng Đắk Nông của anh Trần Văn Hoàng huyện Đắk Lấp, dự án giáo dục trải nghiệm gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Giang Nghĩa của chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Giang Nghĩa và dự án ống hút dương xỉ sát tù phần của anh Hoàng Văn Tần huyện Cư Rút. Cuộc thi do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tập trung vào các ý tưởng phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua nông nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển ngành nghề sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành công văn đồng ý tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý sử dụng 29.250 liều vaccine Pfizer do Bộ Y tế phân bổ để tiêm mũi 1 cho toàn bộ trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố Giang Nghĩa. Các huyện Đắk Lấp, Crono do đã đạt tỷ lệ cao về tiêm mũi 2 cho dân số trên 18 tuổi. Sở Y tế khẩn trương tổ chức tiêm vaccine đúng tiến độ, đúng đối tượng và bảo đảm an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, lũy tích đến hết ngày 24 tháng 11, Đắk Nông tiêm được 669.493 liều vaccine COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 là 402.088 liều, tiêm mũi 2 là 267.405 liều. Thưa quý vị và các bạn, sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tin tức Đắk Nông cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay, 25 tháng 11. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 25 tháng 11, Đắk Nông ghi nhận thêm 45 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 4 trường hợp về từ tỉnh Ninh Thuận, 1 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, 22 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 9 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 9 trường hợp cộng đồng. Cụ thể huyện Crono 26 trường hợp, huyện Đắc Min 5 trường hợp, huyện Cư Rút 1 trường hợp, huyện Đắc Song 4 trường hợp, thành phố Giang Nghĩa 5 trường hợp. Nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên 2.107 ca. Giá tiêu hôm nay 25 tháng 11 trên sàn giao dịch điện tử duy trì trong khoảng 81.000 đến 84.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu trong nước giảm trung bình 7%, nhưng giá tiêu xuất khẩu không giảm. Do vậy, các chuyên gia tin rằng thị trường đang như lò xo bị nén và sẽ tăng mạnh trong tháng cuối của năm 2021. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 82.000 đồng mỗi kg. Cao nhất là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 84.000 đồng mỗi kg. Theo phân tích, do sụt giảm về diện tích, sản lượng, hai nước có lượng tiêu lớn là Việt Nam và Ấn Độ, sản lượng hồ tiêu xuất khẩu giảm khoảng 15-20%. Giá vật tư đầu vào như phân bón, Công lao động tăng cao khiến nhiều khả năng hồ tiêu vẫn đang trong chu kỳ tăng giá thời gian tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức Đắc Nông ngày 25 tháng 11. Thông tin chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.